Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình đến trang trại trồng hương của ông Huynh ở Cà Mau. Đây là một chú chồn, không phải chú mà là cô chồn đang có bầu. Còn đây là cô chồn mới sinh được hai con. Còn cô này cũng vậy, đang có bầu, bụng rất là to. Cô ấy rất là hung dữ, các bạn thấy không? Nghe răng cắn một phát là xong phim luôn. Còn đây là anh chồng đực, anh ấy đang thức. Thêm một anh chồng đực nữa. Chuồng này nhiều quá. Đây là các bạn chồng con, các bạn được 3 tháng tuổi. Anh em và các bạn có nhu cầu thì liên hệ nha. Ok.